Hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn mọi người cách mà chúng ta để chuẩn bị những cái sơn gắn lại chai. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là có những cái khe răng thưa và cái răng nó không đồng đều nhất toàn thể có thể. Thì chúng ta có thể là gì? Làm tối thiểu đó là những cái mặt dán vernier. Dán vernier là một cái dán mặt ngoài. Và hiện tại đây thì anh không có dùng tí nào thuốc tê cả để anh làm. Chúng ta chuẩn bị cả chỉ con yếu, tất cả mọi cái đầy đủ hết ra cho anh. Hả tao? Thì các bước làm đấy, chúng ta phải làm sơn lấn tối thiểu. Thì kỹ thuật vernier thì nó có kỹ thuật là gì? Không mài là mặt ngoài. Chúng ta dán lên trên bề mặt, có những cái tổn thương chúng ta chỉ cần dán mặt ngoài. Có những thứ là chúng ta làm sao? Sẽ mài một mũi mặt ngoài và đến rìa cắn. Có những cái có thể đi vào phần rìa cắn khoảng 1 mm, có những cái để đi vào dưới bao nhiêu? 2 mm, 3 mm, hoặc là đến vị trí mặt trong. Như vậy với cha này của chị Xuân là gì? Mình chỉ đi mỗi mặt ngoài thôi. Mỗi mặt ngoài và cạnh bên, bởi vì cạnh bên của nó là những cái hình tam giác. Để chúng ta tạo hình nên là cái mặt trong chúng ta để nguyên. Vì vậy là chúng ta bắt đầu là gì? Định hình của cái này. Nguyên tắc của dán dính vernier của chúng ta là gì? Nó là bám dính men. Bám dính men là gì? Nó dùng các cái bề mà chất gắn ấy, nó được dán trên bề mặt của men răng. Nên là khi nó dán lên trên bề mặt men răng như thế thì chúng ta càng thấy là gì? Càng có nhiều men răng thì tỷ lệ bám dính của chúng ta càng tốt hơn. Và người ta cho phép là một chiếc răng là gì, có thể là gì, để mà bám dính tốt là lộ không quá 20% ngà. Nghĩa là cái ngà răng chúng ta chỉ được lộ khoảng 20%. Nên là những cái trường hợp mà lộ ngà nhiều ấy thì chúng ta là gì, chúng ta không nên làm. Chúng ta có thể làm giống như trạng vernier là có thể cả một chiếc cầu thủ. Còn nếu bám dính mặt ngoài không mà chúng ta làm khoảng mà nó lộ nhiều ngà quá thì cái tỷ lệ bám dính và bong rớt sau này nó có thể xảy ra. Nên là việc đầu tiên là gì, mình tạo cái phần thì thứ nhất là bắt đầu là gì, cái răng này rất là đều, anh chỉ đi khoảng 0.3 mm thôi, 0.3 mm mặt ngoài của chị Xuân. Thì là gì, anh chỉ đặt một cái định hướng là gì, mũi định vị. Và ở đây là gì, mình có thể dùng hệ thống mũi định vị. Đây là những cái định vị 0.3, 0.7. Đấy, chúng ta đi rất là nhẹ nhàng, chúng ta làm sao đi di lên trên bề mặt này để bệnh nhân không có cảm giác đau. Thế thôi, chúng ta tạo ra một cái bề mặt. Đó là những cái bề mặt mà chúng ta làm sao, chúng ta có cái thước đo bằng mũi khoan này rồi. Để tí là chúng ta làm sao chỉ lấy đi cái mặt ngoài này thôi. Lấy đi mặt ngoài. Sau khi mà chúng ta đánh dấu cái vị trí này thì chúng ta sẽ làm sao? Thổi khô. Nguyên tắc chúng ta phải thổi khô đấy. Thổi khô để làm gì? Chúng ta lấy cái út chì này này. Chúng ta đi đánh dấu vào cái vị trí mà những cái khe, bánh xe mà chúng ta đã làm sao? Chúng ta đã làm. Nên là tất cả những kỹ thuật này chúng ta phải được chuyên linh và được làm chủ nó trước khi chúng ta làm. Rất là đúng kỹ thuật. Nên là đây là cái kỹ thuật đánh dấu. Từ kỹ thuật đánh dấu này rồi thì bắt đầu là các em mới làm sao? Đi cái bề mặt của nó. Ví dụ như bề mặt này chẳng hạn, anh chỉ đi đến cái mặt tiếp xúc bên thôi, bởi vì cái kẽ này. Như vậy là gì, anh chỉ cần là sao mài hết cái bề mặt gì, mài hết cái bề mặt mà chúng ta đánh dấu, đúng chưa? Đường hoàn tất cũng vậy, chúng ta chỉ để cái đường hết toàn bộ như vậy. Và chúng ta để cái đường hoàn tất làm sao ngang nợi, hoặc là chúng ta để làm sao dưới, làm sao dưới nợi 0.2, 0.3 mm thôi, thì chúng ta sẽ có được cái phục hình thẩm mỹ. Đặc biệt là cạnh bên này này, chúng ta đừng để nó đường ở trên cái đường nợi. Chúng ta phải tạo ra những cái hình cánh én gần như này kìa, nó to hết cỡ chưa. Chúng ta phải tạo ra những cái hình cánh én.
ta phải tỉa cái hình thể. Có những lúc chúng ta phải thấy là chúng ta phải tỉa cái hình thể lợi để cho cái chất được nó tạo ra cái hình oval. Oval nó có mấy cái ưu điểm là gì? Sẽ giúp cho bệnh nhân sau này thì cái cổ răng nó sẽ đều, nó đẹp. Mà mình thấy là cái cổ răng này nó sẽ quyết định cái sự đẹp của cái hình thể răng. Nên là làm thẩm mỹ răng chúng ta phải thấy là gì? Ngoài chúng ta phải đáp ứng được cái mấy thứ, một là thẩm mỹ trắng, hai là thẩm mỹ gì? Thẩm mỹ hồng. Nên là khi chúng ta phải xác định được hai cái thẩm mỹ này. Bởi vì đây là cắt rất là nhỏ nên anh dùng hệ thống tê bôi. Tê bôi. Mình chỉ để cho thấm tê vào đây thôi. Tê thấm vào cái vị trí này. Nếu bệnh nhân là gì cảm thấy hơi đau thì chúng ta mới làm sao? Thì chúng ta mới xích tê thôi. Vì cái này nó tỉa quá nhỏ nên anh không muốn dùng tê ở dưới, từ dưới lên. Nếu mà chúng ta muốn dùng tê thì lại phải đi từ dưới đi lên. Lại quay trở lại một quy trình gây tê mà anh đã trên link cho mọi người ấy. Nghĩa là với bất kể một cái thủ thuật nào gây tê, chúng ta cũng không có tê trực tiếp ở đây. Mà sẽ phải tê từ đâu? Từ phần lợi gì? Di động. Di chuyển lên phần lợi gì? Vệ dính. Đó là nguyên tắc của gây tê. Với bất một thủ thuật gây tê nào, bởi vì ai cũng rất là sợ đau. Có đúng một tí này thôi. Một tí thôi nhưng nó sẽ làm sao? Nhất là thì mình phải quan sát cái thẩm mỹ trắng và thẩm mỹ hồng. Thứ nhất là cái đường lợi làm sao, hai bên làm sao bằng nhau, cái đường cung lợi của nó, toàn bộ cái cung lợi của nó. Phải lấy em thấy chỗ này có tam giác không? Nếu anh làm nó sẽ bị làm sao, bị chéo. Nhưng là gì, chúng ta chỉ cần quan sát một chút xíu thôi. Cái này mang chia sẻ cho đội gì, cho bác sĩ bên nhóm phục hồi. Mọi người phải làm cái điều này. Đây, chúng ta có máy laser mà đúng không? Chúng ta thấy đẹp hơn không? Sau này răng lên nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm được cho bệnh nhân ấy, thì các em đã giải quyết được rất là nhiều thứ, giúp cho cái quá trình mà sau này các em theo dõi những cái sản phẩm điều trị của mình ấy, vô cùng tuyệt vời. Bệnh nhân hạnh phúc chứ, bởi vì cái điều này bệnh nhân không nhìn thấy, mà chỉ có bác sĩ mới nhìn thấy thôi. Mà cái này đòi hỏi chúng ta phải rất là nhiều kinh nghiệm, chúng ta mới quan sát được. Bác sĩ chỉnh nha cũng vậy. Nhiều khi chúng ta là gì, cứ mải mê chỉnh nha để cho nó khớp cắn đẹp, nhưng mà cái hình thể nó không đẹp ấy, bệnh nhân sẽ làm sao? Cảm thấy buồn, nhìn suốt ngày thôi, không nghĩa nào. Em chỉ cần mài, em hàn hoặc là gì kết thúc, em làm sao dùng các hệ thống mũi khoan đánh bóng, đánh bóng lại tất cả những cái thứ cho bệnh nhân. Hoặc bệnh nhân nắp răng hàm thôi, nhưng mà em thấy cái răng cửa làm sao? Có thể em điều chỉnh cho bệnh nhân một chút cái điều chỉnh răng cửa đúng không? Tự nhiên bệnh nhân về hạnh phúc hơn không? Rõ ràng là khi chúng ta điều trị bất kể một cái thứ gì ngoài cái là điều trị chính của mình, mình có thể là gì, gia tăng thêm những cái điều trị mới cho bệnh nhân bằng cách là chúng ta có thể tặng bệnh nhân. Chứ không thấy là bảo là gì, hôm nay là điều trị tủy cái răng hàm thì chúng ta sẽ làm sao, chỉ tập trung vào mỗi cái răng hàm thôi. Nhưng mà thấy cái rìa cắn răng cửa mà chúng ta chỉ cần điều chỉnh một chút xíu thôi, cái đó là cái điều quan trọng nhất mà mọi người phải làm được. Không khuyên làm cái răng cửa bên, răng cửa chính thì phải để ý cả răng cửa bên, để ý cả răng bên cạnh. Xong là gì, làm răng thì mình phải để ý đến lợi, chứ không có chuyện là gì chúng ta làm nhưng lại chúng ta bảo là gì, cái này lợi của bệnh nhân. Sau này bệnh nhân bảo là gì, ôi anh ơi cái này lợi nó không được đẹp, thì mình bảo là lợi của em như thế không được. Chúng ta là những con mắt thẩm mỹ, chúng ta là thẩm mỹ trắng, thẩm mỹ hồng. Nên là khi anh mài anh theo, nhưng mà anh sẽ đi theo hình gì? Hình oval. Chỉ tỉa rất là đơn thuần bằng laser, không có một giọt máu nào cả.
Nên là khi các anh chị em có làm cái gì có chuyên môn tốt, chúng ta phải hướng dẫn lại cho đồng nghiệp của mình trong quá trình làm này. Chính quá trình các em làm, các em hướng dẫn lại cho đồng nghiệp ấy, là một cách để các em học tập và tăng thêm. Bởi cứ mỗi lần mình nói ra như này ấy, thì mình sẽ làm sao học thêm được một điều gì đó, và mình sẽ hoàn thiện hơn nữa. Và chính quá trình đó là giúp cho bệnh nhân làm sao có được cái sản phẩm tốt nhất, kể cả lấy cao răng, kể cả làm bọc chụp thép toàn nhé. Rõ ràng là gì? Chúng ta đang không làm cái điều này. Chúng ta làm đánh bóng tất cả các vị trí, đúng không? Rồi cái rìa cắn bên này thế nó đang làm sao? Hơi dài hơn. Cái cắn này cũng thế, chúng ta có được cái đánh dấu 0,3 rồi. Chúng ta đi hết toàn bộ 0,3. Mỗi một ca lâm sàng chúng ta ngồi quan sát đồng nghiệp của mình nào. Đó là cách các em học được rất là nhiều thứ từ những cái technique nhỏ. Hơi hà ra một tí xem. Xong rồi. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.